Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng xứ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ nam mô phật thà gia thay mặt đại chúng trong rùm, con xin được thành kính cung thiền đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ thay mặt chư đại đức tăng trên tam quy và ngũ giới đến hàng phật tử chúng con. Nam mô phật thà gia. Dạ con xin được thành kính cung thiền đại đức minh hạnh ạ. Nam mô tassa bhagavato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagava đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagava đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagava đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt đàng saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangha saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyami Bụt đàng saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyami Dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tu tì giảm bí sẵn khăn saranam gacchami, con em lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta tì giảm bí bụng đăng saranam gacchami, con em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta tì giảm bí thầm măng saranam gacchami, con em lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Bí sẵn khăn saranam gacchami, con em lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phật thăng sa la nang kha cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Tham mang sa la nang kha cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp.
sáng khang xa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng đô ti yam pi bụt thang xa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì đô ti yam pi tham mang xa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì Tu ti yam pi sang khang sa la nang khat cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta ti yam pi bụt thang sa la nang khat cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba ta ti yam pi tham mang sa la nang khat cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba ta ti yam pi sang khang sa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba tỷ sa ra na ca ha năng pa ri pun năng phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu a ma phan te già xin vơ Ba la ti ba ta, vệ ra ma ni sẽ khám bất đăng sa ma ya mi. Con xin luôn giữ điều học là có ý đánh xa sự sao sanh. A di na da na, vệ ra ma ni sẽ khám bất đăng sa ma ya mi. Con xin luôn giữ điều học là có ý đánh xa sự trộm cắp. A brahmacharya, vệ ra ma ni sẽ khám bất đăng sa ma ya mi. Con xin lân dự điều học là quý đánh xa sự thông dâm. Mũ sa qua đa, vệ ra ma ni sĩ khá bá đăng sa ma ya mi. Con xin lân dự điều học là quý đánh xa sự nói dối. Sú ra, mê ra ya ma chấp bá ma đa tha na. Vệ ra ma ni sĩ khá bá đăng sa ma ya mi. Con xin lân dự điều học là quý đánh xa sự dễ dũng rượu và cái chân sai. Vikalapusana, vệ ra ma ni sĩ khá bá đăng sa ma ya mi. Con xin lân dự điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Natcha gita hòa đi ta vi su ka da sa na ma la gan thư đề bá ra dha ra na man da na vi phụ sa na tha na. Vệ ra ma ni sĩ khá bá đăng sa ma ya mi. Con xin vẫn dự điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi càng đờn xem múa hát nghe đờn càng trang điểm thoa bực thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Úc cha sĩ nhá nạp mạ hà sĩ nhá na. Vệ ra mạ ni sĩ khá bá đăng sa mạ yá mi. Con xin vẫn dự điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nếu có cao và xinh đẹp. Panatipata veramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý ý chánh xa sự sát sanh adinadana veramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp apramacharya veramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự thông dâm mu sa wa da ve ra ma ni sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối su ra me ra ya ma cha pa ma ta tha na ve ra ma ni sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say vi ca la phô cha na vi ra ma ni si ca pa đang sa ma thi ya mi con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự ăn sái giờ nạc cha di ta wa di ta vi su ca da sa na ma la gan ta vi lê pa na tha ra na man da na vi pu sa na tha na vi ra ma ni si ca pa đang sa ma thi ya mi con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự múa hát thôi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa vật thơm rồi phấn và đeo tràng hoa úc cha sayana maha sayana vera mani sikha padang samadhiyami
Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y mang ngạc thang gà sa ma na gà tang bút thập bà nhân tang. U phô sa thang y man cha tiếng y man cha thi và sang. Samadeva apirakiton samadhyami. Con xin thọ chỉ bát quan trai giới chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền. Hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch chọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy có niết bàn trong ngày vĩ lai. Ni atha si kha ba da ni u po sa si va ra se na i man cha ra ta ni man chi di va sang sa tu ang ka twa ap ma de na sam ma ra ki tap bang chi thiện chân nên thọ trì ba quan trai giới cho trọn ngày nay và đêm nay không nên dễ vui. A ma phan te da xin vâng. Sĩ lê na su ga tan yan ti sĩ lê na pho ga sa ma da sĩ lê ni ni bồ tan yan ti ta sa ma sĩ lang vi so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giải luật chứ được trong sạch đừng có lâm nhơ. Sa thu lần thay. Dạ thay mặt đầy chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ. Thay mặt chư đại đức tăng chuyển tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán nhất tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin lời hướng đến các vị hữu ân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước nào rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não hú ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, nam mô Thammaya, nam mô Sanghaya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, bác thân xin được nhận lại mic cho sít MC Nhật Huỳnh. Dạ, kính mời sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn Minh Hoa Thái Na. Dạ, cảm ơn Minh Hoa Thái Na rất rạng đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Thạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, cảm ơn Quan Thanh. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Tha Ná, kính chào Ma Ha Rá Chá, kính chào Chanh Đá Rá. Mến chào Thi An Lạc, mến chào Thanh Thủy, kính chào Buông Bỏ. Kính chào lúc được lúc không. Mến chào Xuất Rạng Đông, kính chào Huyện Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Mến chào Cẩm Vân, mến chào Nguyên Tịnh, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Bình, kính chào Đạo Tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Thành đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy, bác quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì bát quan trai giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Rạng Đông đã mở room và cho đạo tràng được thính pháp. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và con đã thấy đại đức Tịnh Đạt vào đạo tràng. A mến chào Thi Na vừa vào đạo tràng. Trước khi chúng con thỉnh đại đức Tịnh Đạt
cũng như dẫn chương trình ôn tập bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, con tri ân Đại Đức Tịnh Đạt cho con biết được Sư đã có nghe được âm thanh của con. Nam mô Bích Hà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Tha Sa. Phạm Thiên vẫn ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáp 45 hạ giáp vẹn tròn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cũng như điều hợp chương trình ôn tập bài học ngày hôm nay. Câu pháp cú kinh 96 đến câu pháp cú kinh 99. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học ôn tập được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến sư. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Con kính lễ Chư Tăng, Thượng Phạm Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư quý vị tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngày Chủ Nhật ngày 16 tháng 1. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục cho buổi ôn tập cuối tuần. Và lần này thì chúng ta ôn tập tận 4 câu. 4 câu cuối cùng của phẩm Arahant, Arahanta Mokka. Câu 96, câu 97, 98 và câu 99. Các lần trước thì chúng ta chỉ ôn tập ba câu kệ ngôn tương đương với ba cái tích truyện duyên sự tóm tắt, nhưng xét thấy rằng chúng ta chỉ còn 4 câu trong cái phẩm Arahant Mokka, cho nên Tịnh Đạt đề nghị đó là chúng ta sẽ ôn tập nốt cái ngày hôm nay tận 4 câu và 4 cái duyên sự tóm tắt. Với sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ôn tập cuối tuần. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, đạo tràng Pháp Cú Kinh chúng ta hôm nay sẽ ôn tập 4 câu kệ ngôn Pháp Cú cuối cùng của phẩm A-ra-hán, A-ra-hán-ta-quốc-gá, câu 96, 97, 98 và câu 99. Và cùng với đó là 4 cái tích truyện duyên sự tóm tắt. Trước tiên thì chúng ta sẽ ôn tập một lượt ôn tập một lượt 4 câu kệ ngôn Pháp Cú này. Sau đó thì sẽ mời tất cả quý vị chúng ta chọn cho mình một câu trong 4 câu và đọc lại chánh văn cũng như là cái bản duyên sự tóm tắt. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi ôn tập. A-ra-hán-ta-quốc-gá, phẩm A-la-hán, câu số 96. Sa-ntang-ta-sa-na-nang-ho-ti Sa-nta-va-cha-cha-kam-ma-cha Sa-ma-đanya-vi-mu-ta-sa Uba-uba-sa-nta-sa-ta-di-no Santang tassa manang hoti Santa waja ca kamaja Sama danya wimutasa Uba santa sa tadino. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an. Chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vì ấy. Người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an. Chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Câu số 97. Asatho akatanyu cha Santit sanchit chedo cha yonaro Hata wakaso wantaso Sa we otama boriso Asato akatanyu cha Santhiche do a cha yonaro Hata wakaso wantaso Sa we otama boriso. Không tin hữu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vì ấy thật tối thượng. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vì ấy thật tối thượng. Câu số 98. Ga me wa ya di wa ran ye Ninne wa yari wa thale Yata arahanto viharanti Tang phu ninh rama rama neyakan Game wa yari wa ranye Ninne ya ninne wa yari wa thale Yata arahanto viraranti Tăng phu minh ra ma này ya căng. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Câu số 99. Ramaniyani aranyani Yatana ramati chano Vitaraga risanti Nate kamaga vesino Ramaniyani aranyani Yatana ramati chano Vitaraga ramisanti Na te kama ga uesino.
Khả ái thay rừng núi rừng, chỗ người phàm không ưa. Vì ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa. Vì ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Đó là phần ôn tập tập thể bản chánh kinh cũng như là bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và đây là những câu kệ cuối cùng trong phẩm A-La-Hán. Cho nên chúng ta chỉ còn cơ hội trong cái buổi ngày hôm nay để một lần nữa đọc lại, tìm hiểu lại cái công hạnh cũng như là những cái phẩm hạnh của những cái vị thánh tăng A-La-Hán, là những bậc trưởng lão, là những vị sa di nhỏ tuổi, là những vị có hạnh khác nhau về phương pháp tu tập cũng như là hạnh sống độc cư thiền định. Và qua đó chúng ta sẽ củng cố thêm cái niềm tin về ân đức tăng bảo, những vị có công hạnh là đệ tử của Đức Phật. Và bây giờ thì tịnh đài xin được kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nhau chọn cho mình một trong bốn câu, từ câu 96 đến câu 99, để cùng nhau ôn tập, đọc lại lời Phật dạy, và cũng như là duyên sự tóm tắt để chúng ta có thể gợi nhớ lại cái nguyên nhân mà Đức Phật Ngài nói lên cái câu kệ ngôn này. Dạ, bây giờ thì xin mời tất cả quý vị. Dạ, xin mời vị đầu tiên, cô Rạng Đông. Dạ, xin mời cô Rạng Đông nha. Sa thú, con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tự Duyên. Con kính chào đạo tràng. Con xin chọn câu số 96. Sang tăng tá sa ma năng hồ ti, sang ta hòa cha cha cầm ma cha, sam ma đành nhà quy mô tá sa, u ba sang tá sa ta đi nô. Sang tăng tá sa ma năng hồ ti, sang ta hòa cha cha cầm ma cha, sam ma đành nhà quy mô tá sa, u ba sang ta sa ta đi nô. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chơn giải thoát, tịnh lạc là gì ấy. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chơn giải thoát, tịnh lạc là gì ấy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, thưa, sau đây con xin kính đọc duyên sự tóm tắt. Có hai tăng sĩ là thầy trò ở thành Cô Sâm Bí, trên đường về Chê Táo Quá Ná để yết kiến Đức Phật. Đã xảy ra một sự việc mà khiến cho người thầy phải sinh tâm kinh cảm mà sám hối với người học trò. Khi ấy, người thầy lấy cây quạt đánh thức người học trò trong buổi tờ mờ sáng. Ông thầy lỡ tay xỉa trúng con mắt của trò, làm cho tổn thương đau đớn. Nhưng người học trò là một vị sa di đã chứng quả thánh, không tỏ ý buồn phiền sự vô ý của thầy mình. Ngược lại, người học trò còn an ủi thầy mình rằng trong việc này thầy không có lỗi, mà đó cũng không phải là lỗi của con. Khi nghe thuật lại, Đức Phật ngợi khen, người học trò biết tự kiềm chế, có cả lục căn an tịnh và tâm ý cũng an tịnh. Dạ, thưa, chấm dứt.
Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sức rạng đông. Dạ, nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ, Đại Đức Tịnh Đức, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 97. Asattho akatanyu cha santhichedo cha yo naro hata wakaso wantaso sawe utama poriso asattho akatanyu cha santhich chê đồ chá vô ná rô há ta quá ca sô quan ta sô xá quê út tá má bồ rí sô không tin hiểu vô vi người cắt mọi hệ lụy cơ hội tận xả ly vì ấy thật tối thượng không tin hiểu vô vi người cắt mọi hệ lụy cơ hội tạo mã ly vì ấy thật tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tại chê tá quá ná vì muốn tiếp độ đến 30 vị tỳ khu hữu duyên lãnh ngộ và chứng đắc đạo quả nên Đức Phật đã nêu ra nhiều câu hỏi cho Ngài Sariputta liên quan đến ngũ quyền tính, tấn, niệm, định và tuệ, nhất là tính quyền, là những yếu tố thành tựu pháp bất tử. Ngài Sariputta giải đáp rằng vì đã chứng ngộ các đạo và các quả, Ngài không còn hành động theo niềm tin suông nơi tha nhân. Các vị tỳ khưu khác nghe vị đại đệ tử từ chối niềm tin nơi Đức Phật thì không hoan hỷ. Bây giờ Đức Phật mới giải thích rằng Sariputta không đáng bị khiển trách bởi vì Sariputta đặt niềm tin nơi sự chứng ngộ bản thân chứ không còn nương nhờ nơi người khác. Và hết. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong, mới mời các vị tới tiếp. Dạ, kính mời quý vị nha. Sao sao tôi xin cảm ơn và thân là chờ không thấy ai dưới tay nên thân là xin được nối tiếp xin cảm ơn. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng kính đảnh lễ. Chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú và đọc diễn sự và kinh pháp cú số 98. Dạ, kính mời xin nhật trình như là đại đức Định Đạt và Quang Thành cho biết nghe rõ. Gà mê wa ya di wa ra nhé, nín nê wa ya di wa tha lê, yat tha arahanto viharanti, tang phu minh ramanaya kang kame vaya divaranye ninne vayi vathale yatha arahanto viharanti tang phu minh ramanaya kang. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, là hán chú nơi nào, đất ấy thật khả ái. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Revata, người em biết của Ngài Sariputta, từ bỏ đời sống trần tục trong ngày tảo hôn của mình,
Vì ý thức được về sự biến đổi vô thường từ hình ảnh của bà cố già nua, sau khi được xuất gia, Revata đã sớm thành đạt đạo quả A-la-hán và ngài rất thỏa thích sống đơn độc trong rừng sâu. Ngày kia nhân dịp thỉnh Đức Phật và chư đại đệ tử, ngài về nhà trai tăng. Bà Visakha thắc mắc nên đã hỏi thăm về khu rừng mà ngài Revata đang trú ngụ. Do rằng có vị thì bảo khu rừng ấy cảnh vật thật ngoạn mục hữu tình, còn vị khác thì nói rằng chỉ toàn là những cây keo gai trắng rậm rạp. Bây giờ Đức Phật mới đề cập đến tánh cách hấp dẫn của khu rừng có một vị A-la-hán đang trú hết. Dạ, không thấy vị nào giơ tay à? Cùng chúng tôi tuệ duyên kính bài cô tuệ duyên 98. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Tự nhiên vào cũng không biết chọn câu nào. Huynh Quách Thanh Á đọc câu 98 hay quá, cho nên là tự nhiên xin tiếp tục. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, con xin đọc kinh Pháp Cú số 98. Dạ, cảm ơn huynh. Ga me wa ya di wa ranh nhe ninh ne wa ya di wa tha lê. Ya tha arahanto viharan ti tăng phu minh ra. Man này ya đặng, man này ya căng. Ga me ya, ga me wa ya di wa ranh nhe ninh ne wa ya di wa tha lê. Ya tha arahanto viharan ti tăng phu minh ra, man này giác căn. Ya me wa ya di wa ranh ye nin ne wa ya di wa tha le. Ya tha ra han to vi ra han ti tăng phu minh ra ma nay ya căng. Ya me wa ya di wa ran ye nin ne wa ya di wa tha le. Ya tha ra han to vi haran ti tăng phu minh ra ma nay ya căng. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Revata, người em út của ngài Sariputta, từ bỏ đời sống trần tục trong ngày tảo hôn của mình vì ý thức được về sự biến đổi vô thường từ hình ảnh của bà cố già nua. Sau khi được xuất gia, Revata đã sớm thành đạt đạo quả A-la-hán và ngài rất thỏa thích đơn độc trong rừng sâu. Ngày kia, nhân dịp thỉnh Đức Phật và chư vị đệ tử, ngài về nhà trai tăng. Bà Visakha thắc nên đã hỏi thăm về khu rừng mà ngài Revata đang trú ngụ. Do rằng có vị thì bảo khu rừng ấy cảnh vật thật ngoạn mục hữu tình, còn vị khác thì nói rằng chỉ toàn là những cây keo gai trắng rậm rạp. Bây giờ Đức Phật mới đề cập đến tánh cách hấp dẫn của những khu rừng có một vị A-la-hán đang trú ngụ. Dạ hết. Dạ cảm ơn huynh Quách Thanh Á đọc bài.
Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của sức thanh thủy. Dạ. Kính cảm ơn cô tự dị. Dạ, con thanh thủy. Con kính đi tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ, con tiếp tục câu pháp cú số 99. Dạ. Con kính cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu. Xin đọc và kệ. Ramani ya ni aranya ni yathana ra mati chano vi kara ga ramisam ti nate ka maya we sino Ramani ya ni aranya ni yathana mati chano vi kara ga ramisam Santi Nate Kama Gawe Sino Ramaniya Ni Aranya Ni Yathana Ramati Chano Vitaraga Ramisanti Nate Kama Gawe Sino Khả ái thai khu núi rừng. Chỗ người phàm không ưa, vì ly tham ưa thích, vì không tìm được lạc. Cảnh diệt ngự của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc duyên sự. Vị tăng sĩ nọ một lần đang hành thiền trong khu giường mắt mẻ, giới đề mục được học từ nơi Đức Phật. Một cô gái làng chơi cũng có hẹn hò trong khu giường ấy, nhưng người bạn trai không đến. Đi qua đi lại chờ người hẹn mãi mà không thấy. Tình cờ cô gặp nhà sư đang ngồi một mình trong khu giường, bèn lại gần trêu ghẹo. Cô gái dùng nhiều cách lả lơi để quyến rũ, còn vị tăng sĩ ấy thì lại phát sanh tâm kinh cảm. Đức Phật dùng thiên nhãn thấy vậy, đã xuất hiện trước mặt vị tỳ khu để sách tấn về tánh cách của người không còn dục vọng thì luôn ưa thích trú ngụ nơi rừng núi thanh vắng. Điều đó đã giúp cho vị ấy phát triển và chứng đắc thánh đạo, thánh quả. Dạ, con đã ôn bài xong. Dạ, con kính trên đạo tràng. Sau đây kính mời Văn Thanh.
ấy. Con xin gặp cư sĩ là thầy trò ở thành phố Xăm Phí trên đường về Chê Tá Quá Ná để kiến Đức Phật đã xảy ra một việc mà khiến cho hai người thầy phải sinh tâm kinh cảm và sám hối với người học trò. Khi ấy người thầy lấy cây quạt và đánh thức người học trò trong buổi tờ mờ sáng. Ông thầy nữ hay diệt chúng con mắt của trò làm cho tổn thương đau đớn. Nhưng người học trò là một vị sa ni đã chứng quả thánh, không tỏ ý buồn phiền sự vô ý của thầy mình. Ngược lại, người học trò còn an ủi thầy mình rằng trong việc này thầy không có lỗi, mà đó cũng không phải là lỗi của con. Khi nghe thuật lại, Đức Phật ngợi khen người học trò biết kiềm chế, có cả lục căn an tịnh và tâm trí an tịnh đã khác. Con xin biết là con đứng tắm tại đây. Mời Sức Thiên La nha. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc qua bài số 96. San tăng thát sát na năng hô tí san ta wa cha cha cam ma cha sam ma tan nhà quý mút thát sát upa san thát sa ta tí nô san tăng thát sa na năng hồ tí san ta wa cha cha cam ma cha sam ma tan nhà quý mút thát sa upa san thát sa ta đi nô. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chơn giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. San tăng than sa na năng hô tí san ta qua cha cha cấm ma cha sam ma đanh nha vì muốn tan sa upa san tan sa ta đi nô. Có hai tăng sĩ là thầy trò ở thành Cô Sâm Bỉ trên đường về Chê Ta Quả Ná đến yến kiến Đức Phật. Đã xảy ra một sự việc mà khiến cho người thầy phải sinh tâm khinh cảm mà sám hối với người học trò. Khi ấy, người thầy lấy cây quạt đánh thức người học trò trong buổi tờ mờ sáng. Ông thầy lỡ tay, xỉ trúng con mắt của trò, làm cho tổn thương đau đớn. Nhưng người học trò là một vị sa di đã chứng quả thánh, không tỏ ý buồn phiền sự vô ý của thầy mình. Ngược lại, người học trò còn an ủi thầy mình rằng trong việc này thầy không có lỗi, mà đó cũng không phải là lỗi của con. Khi nghe thuật lại, Đức Phật gợi khen người học trò biết tự kiềm chế, có cả lục căn an tịnh và tâm ý cũng an tịnh. Dạ thưa con, kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng, con đã đọc xong. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thu, kính cảm ơn Sích Thi Na. Nam mô Bụt Hà Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi tôn đức Nhật Quỳnh, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tại viên Trích Thanh Thủy cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nguyên Tịnh ơi, có người điểm danh Nguyên Tịnh chưa ôn bài. Nguyên Tịnh đâu rồi, bàn tay giấu đâu? Nguyên Tịnh ơi, dạ cảm ơn Trạng Đông, cảm ơn Quang Thanh. Nguyên Tịnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Nguyên Tịnh ơi, dạ nghe thì giờ có cầm mic được không? Có ôn bài không? Dạ, phụng bài câu số mấy thì cho đạo tràng biết để Vinh Quách Thanh Á nhờ Trích Trạng Đông phục vụ cho Nguyên Tịnh nha.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tề Duyên. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con kính tri ân chú Quá Thanh Á đã post bài. Con xin đọc bài Pháp Cú Kinh 96. Santang tas samanang ho tisanta qua cha chắc cầm má chắc phầm mà đành nhà quý mút tas sa u bát san tas sa ta đi nô san tăng tas sa ma năng hồ tí san ta qua cha chắc cầm ma chắc sam ma đàn nhà quý mút tas sa u bát san tas sa ta đi nô người tâm ý an tịnh lời an nghiệp cũng an chánh trí chân giải thoát tịnh lạc là vị ấy của hòa thượng Thích Minh Châu. San tăng ta sa ma năng hô ti san ta qua cha cha cầm ma cha sa ma đa nha quỷ mu ta sa u ba san ta sa tô đi nô. Dạ con xin cái duyên sự. Dạ con kính tri ân cô Rạng Đông. Có hai tăng sĩ là thầy trò ở thành Cô Sâm Bí trên đường về Chê Tá Quá Ná để yến kiến Đức Phật. Đã xảy ra một sự việc mà khiến cho người thầy phải sinh tâm kinh cảm mà sám hối với người học trò. Khi ấy người thầy lấy cây quạt đánh thức người học trò. Trong buổi tờ mờ sáng, ông thầy lỡ tay xìa trúng con mắt của trò, làm cho tổn thương đau đớn. Nhưng người học trò là một vị sa di đã chứng quả thánh, không tỏ ý phiền sự vô ý của thầy mình. Ngược lại, người học trò còn an ủi thầy mình rằng trong việc này thầy không có lỗi, mà đó cũng không phải là lỗi của con. Khi nghe thực lại, Đức Phật ngợi khen người học trò biết tự kiềm chế, có khả năng lục căn an tịnh và tâm ý cũng an tịnh. Xà thử, xà thử, xà thử. Dạ, cái cúc truyền cũng thấy rất là tuyệt vời. Các Phật có cái tâm rất là thanh tịnh, tâm tĩnh lặng. Xà thử, dạ, cần kính riêng đầu trang, cần kính dịch. Nhưng mà tính đầu trang, Nam Mô Bụt Thà, dạ. Cần kính riêng cô Rạng Đông, chú Quá Thanh Á đã post bài. Nam mô Bụt Thà giá con xin xuống. Sa thủ sa thủ kinh cảm ơn nguyên tịnh. Nam mô Bụt Thà giá một lần nữa con thành kính thành lễ chư tâm đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn nguyên tịnh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con xin chọn câu 99. Cảm ơn Nguyên Quá Thanh Á. Là phật bài và cảm ơn Văn Thanh và cảm ơn Rạng Đông. Ramani Ramani ya ni aranya ni yatharamate cha na quy ta ra ga namit santi natte ka gama quê sino. Ramani ya ni aranya ni yatharamate cha na quy ra ga quy ta ra ga namit santi natte ka ga Maga Huệ Sino. Khả ái thay núi rừng chỗ người, phàm không ưa vị ly tha ưa thích, vị không tìm dục lạc. Khả ái thay núi rừng chỗ người, phàm không ưa vị ly tham ưa thích, vị không tìm dục lạc. Và đây là bản chữ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con xin được kệ. Ramani yani aranyani yathanara mati jano vidaraga ramit santi nate kama yawe sino.
Ramaniyani Aranyani Yathanara Maichano Vitaraga Ramik Santi Natekama Yavesino. Dạ, cảm ơn Răng Đông cho Nhật Quỳnh như sự. Vị tăng sĩ nọ một lần đang hành thiền trong khu vườn mát mẻ với đề mục được học từ nơi Đức Phật. Một cô gái làng chơi cũng có hẹn hò trong khu vườn ấy, nhưng người bạn trai không đến, đi qua đi lại chờ người hẹn mãi mà không thấy. Tình cờ cô gặp nhà sư đang ngồi một mình trong khu vườn, bèn lại gần trêu ghẹo. Cô gái dùng nhiều cách lả lơi để quyến rũ, còn vị tăng sĩ ấy thì lại phát sanh tâm kinh cảm. Đức Phật dùng thiên nhãn thấy vị đã xuất hiện trước mặt vị tỳ khưu, để sắp tánh về tánh cách của người không còn dục vọng, vì luôn ưa thích trú ngụ nơi rừng núi thanh vắng. Điều đó đã giúp cho vị ấy phát triển và chứng đắc thanh đạo thanh quả. Dạ, duyên sự đến đây đã hết. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ. À, con, lý do con chọn câu 99 tại vì con thấy câu 99 này ế quá. Chứ đầu tiên con cũng rất thích câu 96, nhưng mà con thấy câu 99 ế quá nên con kết thúc bằng câu 99. Và con cũng và con cũng thấy là theo như cái lời chuyển dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, khả ái thai núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc, thì cũng nhắc nhở cho con một điều là nếu mình có tâm tu tập thì mình nên xa những nơi đô hội, mà mình phải nên thích nơi thanh vắng để việc tu tập mình có kết quả hơn. Nam Mô Bụt Tha. Giá con thành kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả những bàn tay đã đưa lên để ôn bài học ngày hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Dạ, xa thú lành thai. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn cô Lãng Đông. Dạ, dạ, cảm ơn cô Tự Duyên. À, dạ, một lần nữa xin được tán thán công đức của quý vị đã cùng nhau tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh, cũng như là buổi ôn tập cuối tuần. Ngày hôm nay thì chúng ta có đến 4 câu kệ ngôn Pháp Cú và 4 cái duyên sự. À, như tình đầu tình đạt có nhắc từ ban đầu thì bốn cái duyên sự ngày hôm nay cũng như là những cái duyên sự những cái câu kệ ngôn trong cái phẩm A-la-hán là những cái bài học, những cái tấm gương mà đối với những cái vị thánh tăng, những vị sau khi được nghe cái câu kệ ngôn này trở thành thánh tăng. À, chúng ta thấy rằng các ngài có những cái hạnh không phải chỉ đơn thuần là trong kinh điển. Các vị thánh tăng là các vị đã đoạn sạch, đoạn trừ các cái lậu hoặc, những cái phiền não. Đó là cái chung. Nhưng mà cái riêng á, là những cái đặc hạnh, những cái cách an tịnh riêng, cái cách mà xử lý tình huống riêng của từng vị. Như trong trường hợp này, chúng ta thấy có cái hạnh của một cái vị sa di, câu 96 là
khi mà bị thương do vị thầy của mình vô tình dùng cái cán quạt đó, chỉa vô con mắt, làm ở trong chú giải diễn tả là bể trong mắt, tức là hư con mắt luôn đó, thì quý vị cái nỗi đau về xác thịt nó kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà cái hạnh của một cái vị không còn cái tâm bất mãn sân hận thì họ các vị nó rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Mà cái câu tình đạo thích nhất ở trong cái câu 96 á, cái lỗi này không phải tại thầy, mà cái lỗi này cũng không phải tại con, thì đối với vị tại ai? Cái lỗi này, cái lỗi mà ông thầy, nếu mà chúng ta thấy là ông thầy em cầm cái quạt cũng chọt vô, vô tình mà chọt vô con mắt thì mình nói vô tình, nhưng mà cũng có cái nguyên nhân là ông thầy ông nghĩ là học trò đang nằm, mà thật ra là cái vị này đang ngồi hành thiền đợi trời tờ mờ sáng để mà đi ra ngoài, vì đã ngủ hai đêm với thầy rồi. Vì tỳ kheo, vì sư di chỉ ngủ nhau, ngủ chung một cái nơi là ba đêm, không quá ba đêm, cho nên vô tình chọc chung mắt. Mà cái vị sư di nói câu là cái lỗi này á, cái hành động mà chọc chúng con mắt á, nó không phải tại thầy mà cũng phải tại con, và tại luân hồi. Dạ đúng rồi. Cái câu này nó làm cho mình cũng có thể là chúng ta rút tỉa cái kinh nghiệm của cái vị sa di từ cái câu nói này mà chúng ta áp dụng trong cuộc sống của mình. Quý vị học cái câu này, quý vị sẽ bỏ được một số cái vấn đề mà quý vị bị vướng mắc. À, khi gặp mà một số cái vấn đề mà bị kẹt ở trong cái tâm của mình á, mình không có cách nào mình bỏ xuống được, mình không có cách nào mình giải cái nỗi buồn hay là cái sự ganh ghét giận hờn. Chúng ta nhớ câu này, cái điều đó nó không phải tại cái người đó, không phải tại anh, cũng phải tại em, cũng phải tại người đó, cũng phải tại mình, mà là tại cái luân hồi. Có luân hồi nó mới có nhiều cái phiền phức như vậy. À, đó là một cái ý rất là hay, có ý rất là hay, giúp cho mình buông bỏ được, mình thảnh thơi được, cái tâm hồn mình được nhẹ nhàng từ cái câu mà không, cái lỗi đó không phải tại người đó mà cũng phải tại mình. Và có những cái trường hợp giống như những cái câu kệ khác thì nói về ngài Revata khi mà xuất gia thành đạo xong là ẩn cư ở trong rừng sâu, ẩn cư trong rừng sâu, thích ở những cái nơi thanh vắng chứ không có thích ở cái nơi phố thị tiếp xúc nhiều người, mà chỉ ở những nơi rừng sâu, những cái nơi hoang vắng ở trong rừng núi để mà yên lặng. Chỉ có những bậc thánh, những cái vị mà đã trong sạch tâm hồn, trong sạch phiền não đó, thì ở những cái nơi như vậy á, mới có được sự an vui. Còn mà mình á, mình lâu lâu mình đi du lịch á, mình gặp cảnh núi non rừng, cảnh thiên nhiên mình rất là thích, nhưng mà kêu mình ở mà không được. Thích là do mình đang ở sống ở trong thành phố, nhộn nhịp, ồn ào, bụi bặm, công việc thì tấp nập. Còn cái thời gian mà chúng ta đi du lịch á, rời khỏi cái nơi thường ngày bận rộn, ồn ào, mà đến những cái nơi yên lặng, yên tĩnh, đẹp đẽ như là cảnh thiên nhiên rừng núi, chúng ta rất là thích. Nhưng mà ở được một ngày, hai ngày, lâu lắm được tuần lễ thôi, rồi chúng ta lại chán. Chán nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là sợ hay là bực bội, khó chịu, thiếu thốn đủ thứ. Thứ hai là chúng ta còn mê cái ồn ào náo nhiệt của phố thị. Chúng ta nhớ lại cái cảm giác mà được vui vẻ bên bạn bè, bên người thân, được ăn uống, được phục vụ, vân vân. Nên chúng ta không có sống được trong cái rừng núi. Và cái câu kệ ngôn mà cuối cùng cũng vậy. Chỉ có những cái bậc mà không còn dục vọng, không còn ham muốn, không còn ưa thích, không còn mong cầu,
trong cái ngũ trần vũ ngũ dục á, thì mới thích thú những cái nơi thanh vắng. Thì đó là những cái cái tấm gương, những cái bài học mà chúng ta có thể thấy qua những cái câu kệ ngôn, qua những cái duyên sự, qua cuộc đời của các vị thánh tăng. Và nó mở cho chúng ta thấy được nhiều thứ hơn là chúng ta hiểu một cái vị thánh tăng là vị không còn phiền não nha. Nó mở cho chúng ta nhiều cái cách nhìn. Và một vị thánh tăng cũng có một cái đời sống rất là bình dị, giống như là bao người khác. Nhưng mà khác ở đây là khác cái tâm hồn các ngài rất là tự tại, rất là tự tại, không có chấp thủ, không có bị phiền tối, không có cái gì mà làm cho các ngài phải bận tâm. Đó là cái khác mà người học đạo chúng ta cần phải đang cần phải phấn đấu. Chúng ta học những cái bài học kinh nghiệm của các ngài để áp dụng thì dần dần, ban đầu thì lúc nhớ lúc quên, lúc được lúc không, nhưng dần dần chúng ta tích lũy kinh nghiệm thì chúng ta lại bỏ xuống những cái phiên nhanh hơn, những cái câu mà cũng cái lỗi đó, cái phiền muộn đó, giống như vợ chồng có xích mích hay là có cái gì đã lấn cấn với nhau. Chúng ta nhớ câu mà cái điều đó nó không phải tại người chồng, cũng không phải tại người vợ, mà tại luân hồi, tại phiền não. Chúng ta chỉ nghĩ vậy thôi là tự nhiên mọi cái giận hờn nó lắng xuống một cách rất là nhanh chóng. Thì thưa quý vị, rằng hôm nay chúng ta kết thúc cái buổi ôn tập qua bốn câu kệ ngôn pháp cú số 96, 97, 98 và 99 ở phẩm A-la-hán, A-ra-hâm tăng quốc gá. Và tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cái ôn tập phẩm ngàn Sahasa quốc gá, câu số 100 liên quan đến tích truyện Đao Phủ Tambada Thika Choragata, câu số 101 trưởng lão Pahiya, câu số 102 và 103 liên quan đến tích truyện Tỳ Kheo Ni Kundaka Kundala Kesi Therini. Thì chúng ta sẽ ôn tập bốn câu kệ ngôn pháp cú với ba cái tích truyện duyên sự. Yeah. Nhắc lại là từ câu 100, 101, 102 và 103 thì chúng ta sẽ có tổng cộng là bốn câu kệ ngôn, tương ứng chỉ có ba duyên sự mà thôi. Và yeah, đó là cái bài ôn tập cho tuần tới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi sinh hoạt Pháp Cú Kinh tại đây. Một lần nữa xin thành kính tri ân Chư Tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn cũng như là tham gia lớp ôn tập cuối tuần. Và cuối lời tình đại sinh được chúng con xin được kính chúc Chư Tăng sức khỏe và tất cả quý vị được nhiều cái sự an lạc trong Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhà kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn gặp cuối tuần ngày hôm nay. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho râm chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính nhân mít đến sư.
Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mình đến sư. Bhagavato-sabba-mangalang-rakhanto-sabba-de-vata-sabba-buddha-nu-pha-va-na-sa-da-sa-te-va-va-tru-te Tất cả phân văn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.